Lần đầu các bạn gặp nhau và yêu nhau như thế nào? Hai đứa em thì nên duyên cũng từ một cái chương trình mai mối trên TV. Để đoán nha, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đúng không? Đúng rồi. Tụi em yêu chéo nhau là sau khi gặp mặt ở ngoài mới gặp nhau, mới là yêu nhau thôi, chứ không phải là chung một cái chương trình đó luôn. Ủa là dạ, có nghĩa là em với vợ em là hai cặp khác nhau. Hai cặp khác dạ. nhau dạ, em ờ đó rồi dạ. xong tự nhiên dạ. hai cặp đó dạ, không rồi. Thành dạ, đúng rồi. Tụi em dạ, ra ngoài đời rồi. Gặp nhau là thành dạ. một cặp này dạ. Có nghĩa là các bạn, có nghĩa là sau khi tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xong thì rồi đi ra nhau. Ngoài mới gặp nhau. Đúng dạ. rồi. Mà gặp nhau ở đâu? Tại vì chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là có một cái chương trình offline ở ngoài nữa. Thấy chưa? Thì khi mà quay xong ở trên đây thì tụi em mới là tụ tập lành trở thành một cái group. Xong rồi mới là ốp ở ngoài à, mới gặp đó, nhau đó. Tại vì phải nói rõ chứ tôi tưởng đâu là gặp nhau ngoài bãi dưới xe rồi quen nhau. Mình nói để cho khán giả biết rằng là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không chỉ lên sóng truyền hình yeah. mà còn là có một cái chương trình offline của Bạn Muốn Hẹn Hò nữa à. Đúng chưa? Ừ. Khi mà các bạn gặp lại nhau trên cái buổi offline đó thì ai là người ấn tượng người kia trước tiên? Lúc đầu thì em ấn tượng của vợ em trước. Trước khi mà em lên chương trình Bảo Hoàng Hò thì em cũng có coi một số phát sóng trên TV. Thì cái hôm đó là em coi trúng tập của vợ em phát sóng. Thì em coi trên TV thì hôm đó thấy cô này cổ ít nói, cổ chín chắn, cổ dễ thương. Mà hôm đi off thì em gặp ở ngoài mà cô này cổ rất là vui vẻ, rất là nhí nhảnh. Em mới lại bắt chuyện làm quen. Lúc đó tại vì em quay trước rồi, em đã quen với mấy bạn trong chương trình rồi. Lúc đó là em cũng có quen một bạn trong cái group đó rồi. Lâu lâu cái nhắn tin trên Facebook đồ này kia, hỏi thăm đồ này đó, thì em cũng thấy bình thường, không có ấn tượng gì hết. Nhưng mà đến bao lâu thì em mới dừng lại với người ấy mà chấp nhận anh? Chắc cũng được 2-3 tháng gì hà. Xong rồi cái mà, anh này cứ tấn công. Bạn này biết không? Bạn dạ này biết, dạ biết. Tại lúc đó trong group là vợ em rất là nổi tiếng chị à. Ai cũng theo vợ em đó. Lúc đó xinh xắn dễ thương lắm dạ, dạ. Đối tượng lắm. Cái group đó còn tồn tại không? Còn chứ. Còn nếu nào tôi gia nhập. Nó giỡn thôi. Nó giỡn. Cả nước biết luôn. Nó giỡn. Cái này không có cắt đâu, đừng hy vọng. Nhưng mà em biết người ta đã có bà người ấy rồi mà em còn theo đuổi nè. Tính của em là thích đánh đồn có địch nó vui hơn anh. Em tính không có cách nào đâu. Cứ rỉ rả tối về em nhắn tin vui buồn gì em cũng nhắn tin, em gọi điện thoại, em cứ rủ đi cà phê. Bạn đi với mình thì mình phải chốt cơ hội liền. Còn bạn đi với người khác thì em biết là mỗi lần đi là vợ em đều đi với các bạn trong group hết. Dạ nên em cũng cố gắng đi theo luôn. Qua em chở vợ em là từ từ vợ em cứ chịu em liền. Cứ vậy mà lúc đầu em đâu thích, nó không có người chở rồi. Cái bắt đầu cái sau này mình chuẩn bị mình lơ cái người ấy rồi đó. Bắt đầu cái ông này gặp đang buồn buồn nữa, cứ rủ đi chơi đi này đi kia, rủ mình tối ngày rủ đi chơi hoài. Mà gặp cái tính của em là hay thích đi chơi, ai rủ là cứ đi liền. Rồi đến khi nào mới bắt đầu chính thức yêu nhau? Dạ thì chắc có lẽ là hơn một năm sau thì em biết là bạn em với bạn trong group là không có quen nữa. Nên trong một lần đi chơi thì em cũng ngả lời là vợ em cũng đồng ý luôn. Đi đâu? Dạ thì hai đứa em đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu rồi dạ. Tối có về không hay là ngủ lại? Dạ không về, dạ ngủ lại. Thì cứ hướng một phòng ngủ thôi, nhưng mà người ai nấy ngủ thôi. Đó nhưng mà cái đó là lần đầu tiên đi với ông này nên là thôi cũng sợ lắm, đâu cho tối đêm đó cũng có mon men đúng không? Thì không, lúc đó thì cũng sợ sợ thôi nhưng mà đâu chịu đó. Đêm đó mướn phòng hai giường đúng không? Không, hình như dạ, phòng một giường thôi. Một giường mà ấy mà em sao em khó chịu không? Dạ không cũng... Thiệt không đó. Em giữ cho vợ em chứ không phải là em không phải khó chịu, em cũng bức rứt vậy lắm anh. Bức rứt chưa? Vậy cũng đâu chịu bỏ qua đâu anh. Dạ. Không có chịu bỏ qua. Còn nữa, đi đâu? Bao lâu nè? Mấy tháng sau cái là mình rủ đi Đà Lạt chơi. Đi mấy ngày luôn. Rồi, ở chung khách sạn. Đó, cái chủ dạ, yếu có. Là cái chỗ đó. Rồi, ở cái phòng mấy giường. Đâu có chịu hai giường. Dạ, rồi sao? Tới luôn, điều gì tới nó cũng dạ, tới. Dạ đúng rồi, điều gì tới nó sẽ tới, hồng cảnh đưa đẩy anh ơi. Nhưng mà vui á. Vui. Thấy chưa? Lấy rồi. Trời ơi, chị nào? Hỏi một cái là chị ruột miệng là chị biết là chị trật rồi. Thì chị phải quay qua em liền. Lấy đó chị ơi. Nói tiếp đi. Nghe nè, sau đêm đó là coi như là không có còn cái gì để gọi là giữ gìn nữa hết đúng dạ, không? Đúng rồi. Đó, xong hết rồi. Rồi có bị biến cố gì xảy ra không? Dạ không, lúc đó thì chưa, còn sau thời gian này thì mới có biến. Dạ thì sau một thời gian khoảng 2 năm em cũng có thừa với ba mẹ của em là em quen vợ em, là em cũng xác định là hai đứa tiến tới với nhau. Thì lúc nói ra thì mẹ em nói là hai vợ chồng em không có hợp tuổi, nằm trong tứ hành xung á. Dạ nên lúc đầu thì
Không những là mẹ của em mà mẹ vợ em thì biết tin hai đứa quen nhau thì hai bên cũng có cấm cản. Lúc đầu cũng làm cho hai vợ chồng buồn, nhất là vợ em buồn nhiều. Nhưng mà các em làm như thế nào để vượt qua những điều đó mà chinh phục gia đình mà cho cưới nhau? Dạ, lúc đầu thì mẹ cũng đâu có chịu, cấm dữ lắm. Mẹ nói thôi, mới quen, chưa có tình cảm sâu đậm gì đâu, thôi chấm dứt đi. Một thời gian khoảng một năm trời á, mẹ cứ tạo áp lực hoài, cái cũng nói với anh này là thôi chắc là không được rồi, thôi chia tay đi chứ giờ. Cứ ngày nào về mẹ cũng la rồi bắt hả, quen người này quen người kia rồi làm mai làm mối cho em đủ. Bên gia đình em như thế nào? Lúc đầu thì mẹ em là cũng không có đồng ý, nhưng mà tại vì em ở xa ba mẹ, em thì trong này học rồi lập nghiệp, còn ba mẹ em thì vẫn ở quê. Em quê đâu? Tại em quê ở Bình Định, em cứ nói với mẹ là bây giờ mẹ không cho quen thì con cũng quen thôi, con với mẹ đâu ở chung đâu ở xa. Với lại ba em cũng hiểu em nữa, ba em cũng thoáng hơn, ba em cũng động viên mẹ. Thì bây giờ thời đại bây giờ rồi, tuổi tác đâu quan trọng, miễn sao là hai đứa thương nhau là được rồi. Một thời gian sau thì mẹ em cũng đồng ý là ba mẹ em quyết định vô để thăm nhà vợ rồi hỏi cưới vợ. Ba mẹ vô là đi qua bên nhà vợ là đồng ý liền hả? Mẹ em chỉ nói với em là hôm đó là ba mẹ vô để nói chuyện với bên nhà vợ để cho phép hai đứa quen nhau. Nhưng mà thực tế ra là ba mẹ em đã chuẩn bị sẵn ở ngoài quê hết rồi, là đi coi thầy ngày giờ tốt cho hai đứa rồi. Khi vừa bước vô nhà vợ em được chào hỏi được ba câu, khi mẹ em đưa ra được tờ giấy tờ trình ngày này cưới, ngày này hỏi, ngày này làm bình, vợ em bị choáng quá. Đó, em cũng nói với mẹ em là bên nhà Hiển là qua chơi cho biết mặt thôi. Tự nói chuyện xong mấy câu đem giấy tờ ra. Xong mẹ lật lật kéo xuống nhà sao hỏi, ủa cái gì vậy, tự nhiên kêu qua gặp mặt mà sao giờ tự nhiên nói chuyện rồi đóng hỏi đám cưới gì, có ngày định sẵn hết trơn luôn. Nhưng mà cuối cùng bà vẫn chấp nhận. Không, mới đầu mẹ nói trời ơi không được rồi cũng căng thẳng với em lắm á, kêu cái mới lên nói chuyện lại là thôi để cho suy nghĩ. Với lại cái thời gian cưới nó cũng gấp quá anh chị ơi, tại vì tháng 3 là ba mẹ em vô, là tháng 8 là đòi cưới rồi. Với lại ba mẹ em đã đi coi thầy sẵn là bắt buộc là phải năm đó cưới. Cái mẹ mới hỏi là ủa có gì không mà sao cưới liền vậy. Nhưng mà sau đó em thuyết phục mà mẹ đồng ý. Dạ đúng rồi. Vậy vui rồi đúng không? Là nay là cưới được bao lâu rồi cưng? Dạ cưới được hơn 2 năm rồi. 2 năm có con chưa? Dạ có một bé gái được 19 tháng. Cưới xong là dính đầu liền. Cưới xong là dính liền đúng không? Dạ. Với lại lúc cưới về thực sự là hai vợ chồng em không biết là có baby. Là tụi em trước đó là đã dính rồi đúng không? Dạ đã dính rồi nhưng mà hai vợ chồng không biết. Không biết luôn. Dạ về một tuần sau vẫn đi trăng mập ở Phan Thiết thì vẫn làm rầm rầm. rầm rầm luôn. Thực sự là em không biết mà vợ em cũng không biết luôn. Đến khi nào thì mới biết? Đến hôm đó là tại vì cái thai nó càng ngày càng lớn á. Tại vì hôm đó vợ em mệt quá, em chở vợ em đi siêu âm bác sĩ còn la hai vợ chồng nữa. Có thai gần 3 tháng rồi mà vui quá mà không biết luôn. Wow. Tại chắc tụi em còn trẻ mà. Với lại vợ em không có biểu hiện như bà bầu anh ơi, không có bị ốm ngán gì hết đó, vợ em khỏe lắm. Mà em không có đều hả? Em dạ đúng rồi, không đều. Cho nên đâu có biết, đâu có để ý. Rồi ở với nhau là 2 năm rồi. Dạ. Thấy không? Thì cô ấy có tật xấu gì không? Dạ có. Tới đại hội dạch mặt đó. Nhiều lắm anh ơi. Nhiều lắm. Trời ơi, nhấn nữa cái nhiều lắm anh ơi. Vợ em thì cũng ở với ba mẹ từ nhỏ tới lớn rồi nên việc nhà hơi lười lắm á anh chị ơi. Tại vì ba mẹ thương, ba mẹ làm hết rồi, giờ có chồng về thì em làm. Nhưng mà tụi em là đang ở với ba mẹ vợ hay sao? Ở với ba mẹ vợ thì từ tháng 6 tới nay thôi, còn lúc trước trong khoảng thời gian hơn một năm đó là tụi em vẫn ở nhà thuê. Không biết làm chuyện nhà. Nóng tính nữa anh, không có kiên nhẫn, không biết giữ con. Ở nhà mà ngày nào mà có hai mẹ con ở nhà là nhà ơi như là em nói là như là đánh trận. Là em là về là thu dọn chiến trường hết luôn. Dạ, đúng rồi, em thu dọn chiến trường. Bạn bè mà ai rủ đi chơi là không cần biết ở nhà chồng con ba mẹ như thế nào là gạt đầu cái rộng liền. Đi chơi là đi ban ngày hay đi ban đêm? Dạ đi ban ngày, tại vì em tụi em có em bé là phải đi ban ngày để về tranh thủ cho bé nó nghỉ ngơi nữa. Ham đi chơi nè. Có thích mua sắm không? Mua online nhiều lắm anh ơi. Gì cũng có gì? Cái đó, cái đó là đó. Bây giờ tới em đó, anh ấy có tật xấu gì? Trời ảnh là còn hơn em nữa thì có. Nói em nóng tính nhưng thật ra ảnh là nóng tính gấp ngàn lần em luôn á. Còn nói với cái vụ mua sắm online là ông lại là chùm số 1 luôn á, chứ không phải em đâu. Vậy hả? Em mua cái đồ đó để xài cho gia đình anh ơi. Đúng rồi. Ảnh là không bao giờ lãng mạn với em được một xíu nào luôn á. Từ lúc mà hả tỏ tình, cũng chưa tỏ tình với em lần nào hết á. Không có nói là yêu em hay sao gì hết á. Ảnh lúc giai đoạn kết hôn cũng không có thèm hả cầu hôn em được tiếng nào hết á. Trời ơi, cái lúc mà dẫn vô khách sạn, dẫn vô phòng có lãng mạn không? Cái đó chỉ có kiểu thèm mút mút vậy thôi. Có nói nhẹ nhàng, có nói ngọt ngào không?
Có anh, cái đó bảo đảm được. Có tới bây giờ là vẫn có được một dạ. cái những là... lúc như thế là vẫn có nói dạ. được cái là anh chỉ nói là à, anh thương em vậy đó chứ chưa bao giờ nghe được câu anh yêu em hết. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em muốn là anh bớt nóng tính một xíu, rồi có thể lãng mạn với em một xíu. Bây giờ em mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Thứ nhất là vợ em là tính kiên nhẫn lại một chút xíu. Tại vì bây giờ mình có con rồi, mình phải thương con nhiều hơn, để từ đó mình thương ba mẹ hai bên nhiều hơn. Với lại vợ em cũng chăm lo làm việc nhà chút xíu để phụ ba mẹ. Chị thấy vừa rồi vợ em nói cái điều rất là chính xác đó. Em tỏ tình với vợ em đi, tại sao chưa bao giờ nói yêu vậy? Nói thương thôi là sao? Hôm nay có muốn nghe bạn ấy nói một cái điều gì đó nó ngọt dạ, ngào với em không? Đó muốn chứ, đứng lên đi. Trời ơi, mình đứng mình chứng kiến biết bao nhiêu lời tỏ tình đáng yêu. Bây giờ thì anh sẽ không tỏ tình, nhưng mà thật sự bây giờ là anh nói là anh thương em rất nhiều. Không, không phải chữ thương, không có xài chữ thương. Rất nhiều. Cái chữ thương nó cũng hay vậy đó. Không, người ta là chữ thương rồi, người ta muốn cái chữ yêu. Thì thật sự bây giờ là anh yêu em và thương con rất là nhiều. Nói chung là anh thương hai mẹ con. Yêu nó đã. Đã gì đâu. Đó, thấy chưa? Đó.